Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng, đến ngày 30 tháng 10, giải ngân đầu tư công của thành phố đạt 4.950 tỷ đồng bằng 65% kế hoạch trung ương giao, bằng 40,3% kế hoạch thành phố giao, tăng 2.585 tỷ đồng và gấp 2,1 lần so với cùng kỳ. Trong bối cảnh kinh tế xã hội chịu nhiều tác động từ đại dịch COVID-19 thì giải ngân đầu tư công được xem là điểm sáng. Có được kết quả này là nhờ ngay từ đầu năm, thành phố đã triển khai quyết liệt nhiều giải pháp, trong đó tích cực phối hợp với các bộ ngành trung ương, thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư và triển khai các dự án, tập trung lãnh đạo và thường xuyên kiểm tra thực tế, làm việc với các địa phương để đôn đốc đẩy nhanh tiến độ công tác định bù giải tỏa khởi công, triển khai một số dự án quy mô lớn trọng điểm. Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố ước đến hết năm 2020, Đà Nẵng đảm bảo giải ngân 100% kế hoạch trung ương giao.